Đây là hình ảnh rộn ràng ở một trung tâm thời trang ngoại ô thủ đô Washington DC vào cuối tuần hôm mùng 5 Tết. Một chương trình nghệ thuật độc đáo chào đón năm mới Nhâm Dần đã được tổ chức tại đây với sự tham gia của các đoàn múa lân, các nghệ sĩ múa dân gian và các ban nhạc cổ truyền thuộc những cộng đồng người gốc Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chương trình ngay từ phút đầu khai mạc đã được vây kín bởi hàng trăm gia đình thuộc các sắc dân khác nhau tới trung tâm thời trang này mua sắm trong dịp cuối tuần. Tất cả đã tạo ra một không khí rất Á Đông và vui tươi, rộn ràng trong ngày đầu năm. Khi tôi nói chuyện với một người đàn ông Trung Hoa ở đây, thì anh ta nói hai năm may mắn nhất với người Hoa là năm con rồng và năm con mèo. Năm nay là năm con hổ, nhưng dù thế nào thì hổ cũng là loài vật dũng mãnh. Anh ta cũng như tôi hy vọng năm nay sẽ là một năm may mắn cho tất cả mọi người. Và hôm nay thì thật tuyệt vời, tôi đã được tận hưởng miễn phí một chương trình nghệ thuật rất hấp dẫn và một không khí chào đón năm mới nhiều màu sắc, sôi động. Tôi rất thích thú. Năm nay do đại dịch Covid tái bùng phát tại Mỹ vài tuần trước Tết Nguyên đán, nên chương trình diễn hành chào đón năm mới tại phố tàu ở trung tâm thủ đô Washington phải hủy bỏ. Sự kiện này thường thu hút rất nhiều người tham dự hàng năm. Nhưng bù lại, các cư dân gốc Á cũng như các sắc dân khác vẫn có thể tìm tới những trung tâm thời trang như thế này để xem trình diễn nghệ thuật truyền thống và cảm nhận nhiều hơn về cái Tết âm lịch. Còn đối với các nghệ sĩ thì đây là dịp để họ đem tới cho khán giả những nét tinh túy trong các loại hình nghệ thuật và văn hóa truyền thống của quê hương. Xin chúc mừng năm mới âm lịch tới tất cả mọi người. Chúc một năm Nhâm Dần 2022 đầy may mắn. Chúng ta đã không có những buổi trình diễn chào đón năm mới âm lịch như thế này vào năm ngoái vì đại dịch Covid. Vì thế, khi năm nay nhiều hoạt động nghệ thuật được phép quay trở lại, thì chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia những chương trình như thế này. Bên cạnh xem trình diễn nghệ thuật, theo truyền thống của người Hoa, thì tất cả mọi người đến tham dự đều được nhận những chiếc bánh quế và vòng tay may mắn miễn phí như một lời chúc may mắn đầu năm. Dù chỉ kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhưng với đầy đủ các nghi thức chào đón Tết như đốt pháo, múa lân và các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, chương trình chào đón năm mới âm lịch tại trung tâm thời trang này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khách tham quan và để lại một hình ảnh rất đặc biệt tại một trong những trung tâm thời trang sôi động nhất ở khu vực thủ đô nước Mỹ.